Vâng, xin chào bạn. Hôm nọ thì đội tuyển Nhật Bản đá rất hay đúng không ạ? Và họ đã thắng Colombia 1-0. Và đừng động vào máy cháu. Đừng động, đừng nghịch. Nếu mà thích ra đây chú cho quay mặt này, chứ đừng nghịch vào máy quay của chú. Ok. Và hôm nay tôi lại làm một video để chúc mừng đội tuyển Nhật Bản. Và mong đội tuyển Nhật Bản sẽ tiến sâu vào vòng trong nữa. Vâng, tôi sẽ tặng các cầu thủ Nhật Bản một quả trúng xạ. Không biết là trúng hay không. Vâng, tôi cứ bao hoa vậy thôi. Nếu mà trượt thì tôi lại làm lại, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà hy vọng là sút phát trúng luôn. Chân giờ nó cũng mỏi quá rồi. Xa quá nhỉ. Chỗ này đến kia là bao nhiêu mét hả cháu? Khoảng hơn 20 mét ạ. 20 mét. Chú đây đã mét rưỡi rồi. À mét 6 rồi. 20 mét là nó phải xếp 20 người của chú đến kia. Mà đây nó phải xếp đến tận 40 rồi. Gần 50 mét. Hả? Gần 50 mét chú ơi. Gần 50 mét đó. Gần 50 mét cháu rồi. Chạy em bao được bước chân? Chạy em bao nhiêu bước chân? Mét rảnh đấy. Chân là 1 mét. Rảnh vậy. Mỗi bước chân là 1 mét. 13. Hả? 34 mét. 34 mét à? Hơn. Chỗ này 34 mét. 34 mét là thế nào nhỉ? Chỗ này đến giữa. Chỗ này gần 50. Khu vực vòng cấm là 16 mét 50 rồi. Đúng rồi. Chỗ kia đã 11 mét rồi. Thôi cho chỗ này là 35 đến 40 mét đi nha. 35 đến 40 mét. 40 mét rồi. Khó quá nhỉ. Đúng một không? Anh đi quay vào mỗi người đấy. Chân giờ mỏi quá rồi, 40 mét. Nổi tiếng thôi, nổi tiếng thôi. Được rồi. Ôi. Không đúng hả? Có phải không chơi? Bây giờ lại sút tiếp. Bây giờ lại tặng tiếp. Tặng quả thứ hai. Nhờ. Quả này chắc chắn là trượt. Cháu bắt cho. Quả này trượt. Cháu bắt ra, đi vào bắt đây. Cháu bắt đi. Vào bắt đây, đi vào bắt đây. Chú sút ngang qua đầu đấy, không có mặt đâu. Qua đầu, anh nhấc mày này. Cho cả 5-6 đứa đứng ở trước con. Đi luôn. Okay. Đứng sau con, đứng sau con nhá. Đứng trước con nhá, đứng rồi. Chú sẽ cố gắng làm một video tuyệt tỉ xong ca. Khó quá nhở, sút vượt qua đầu các bạn. Các bạn nhỏ kia trúng được xà. Úi ôi, khó quá. 45m, 40m. Ăn may ơi. Mạng hàng hàng à. Nhưng mà né ra nhá, đừng có bắt ra quậy tay đấy. Bắt ở mướm mồm. Đừng có bắt ở quậy tay nhá. Chỉ có đứng ở đây thôi. Đứng sát vào con sửa kia luôn. Thế, mũi này. Xa quá các bạn ạ. Xa quá. Chú không vào à? 1, 2, 3 chú không vào. Điện thoại xa quá. Vào không? Bay qua xài nhá. Wow, cái cảnh ngôi kia nữa đẹp. Thiệt mất rồi. Lại. Chút sai động tác cái đó là. Thì bóng phăng, thì bóng phăng. 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 Sơn chắc bây giờ đi giày. Vâng, tầm như này mà sút sai động tác, nó bóng nó đi lượn một cái là hỏng bét ngay. Nên là nếu mà bạn nào mà muốn sút vào gôn ấy, mà muốn treo bổng qua đầu thủ môn, mà khi mà thủ môn lên cao là phải sút thật chính xác và đường bóng nó phải thẳng, bổng thì mới chính xác được, còn không là sẽ lệch. Và tôi sút cũng mỏi chân rồi này. Tiếp theo đây. Đấy lơi rồi.
Quả thứ hai là tới nơi thôi, mỏi quá rồi. Ăn xuống cửa mỏi. Tôi cũng nhờ mà. Vâng, sút tầm này rất là mỏi chân. Cố gắng sút nốt quả nữa thôi. Một quả nữa là trúng xa này. Bay qua đầu các cháu và tặng cho đội tuyển Nhật Bản này. Vâng, quả này trúng xa rồi. Đứng hàng hàng nha, vừa không có mình rồi. Mỏi chân quá rồi, không thể đưa bóng lên cao được. Ôi, sút nước vào này nhá. Sút nước vào này nhá. Vâng, sút nước vào này. Ở xuống luôn. Đại trung. Đúng không ạ? Đúng mà. Đúng mà, đúng tầm rồi. Đánh được có thằng bạn bảo không? Không được thì hoàng có bên kia hả? Vâng, cũng đang bảo là sút nước vào này nhưng mà lại trúng xà, lại phải sút tiếp ạ. Bóng lăn tới nơi lại sút tiếp ạ. Lại tặng Nhật Bản một phát nữa nhá. Cũng bắt bờ ra. Quả này trượt cũng không sút nữa, sẽ tắt video này đi. Xịt bố mẹ đập. Không vào à, không sút. Xịt trùng. Xịt trùng. Thôi, tôi sẽ tắt video đi. Thế là cũng là tốt lắm rồi ạ. Khoảng cách này sút mỏi chân lắm ạ. Và phải sút trúng động, đúng động tác thì mới có thể ok ạ. Xin chào các bạn.